Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Việt Quốc Channel. Mến chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui, an lành và thành công trong cuộc sống. Và sau đây là những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay có nội dung như sau. Một tàu hải cảnh và tàu tên lửa tấn công nhanh tiếp 022 của Trung Quốc đã truy đuổi tàu chở phóng viên đài ABS-CBN đang tìm cách tiếp cận bãi cỏ mây. Sự việc xảy ra sau khi Mỹ cam kết sát cánh cùng Philippines nếu bị tấn công ở Biển Đông. Phóng viên Chiara Zambrano của đài ABS-CBN và ekip đi cùng đã quay lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Zambrano là một trong những người có mặt trên chuyến bay tuần tra Biển Đông do quân đội Philippines tổ chức trước đó. Một tài liệu của chính phủ Philippines ngày hôm qua cảnh báo đã phát hiện tàu tên lửa tiếp 022 của Trung Quốc neo đậu tại đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Truy đuổi ngày 8 tháng 4 của tàu tiếp 022 dường như là cách để Trung Quốc xác nhận sự hiện diện của nó và bắn đi thông điệp cảnh báo. Chúng tôi đang trên đường đến bãi cỏ mây thì một tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện tiến về phía chúng tôi và di chuyển ngày càng gần. Những người đi trên đó gửi một liên lạc vô tuyến bằng tiếng Anh hỏi chúng tôi là ai, là chúng tôi đang làm gì tại khu vực này. Nữ phóng viên của đài ABS-CBN kể lại trong bản tin tối ngày 1 tháng 5. Trước tình huống này, tàu chở Zambrano đã quyết định quay lại đảo Palawan, thay vì thẳng tới bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhưng dù chúng tôi đã quay đầu hướng về Palawan, tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn truy đuổi suốt một tiếng sau đó. Zambrano kể lại, căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi các tàu Trung Quốc trang bị tên lửa xuất hiện và truy đuổi nhóm phóng viên Philippines. Hai tàu nhỏ hơn nhưng nhanh hơn đã xuất hiện và đuổi theo chúng tôi. Chờ đến khi chúng tôi nhìn lại và kiểm tra mới biết đó là tàu tên lửa tiếp 022 của Trung Quốc. Chúng mang theo hai tên lửa khi truy đuổi. Phóng viên Zambrano khẳng định, theo tờ Rappler của Philippines, việc tàu hải cảnh Trung Quốc xua đuổi tàu Philippines không còn là chuyện hiếm trên Biển Đông nữa. Điều đáng lo ngại nhất là sự xuất hiện của tàu tên lửa hai thân tiếp 022. Sự việc xảy ra chưa đầy một ngày sau khi Mỹ cam kết sẽ hành động theo nghĩa vụ được nêu trong Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines nếu các tàu và máy bay Philippines bị tấn công. Chuyên gia hàng hải Philippines, ông Jay Batombakan, cảnh cáo các tàu tiếp 022 có thể được sử dụng để đe dọa, kiểm soát các tàu đi qua quần đảo Trường Sa. Hãng thông tấn Canadian Press của Canada dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, tàu chiến Trung Quốc đã theo sát khinh hạm HMCS Kanragi, như hình với bóng trong hải trình tới Việt Nam. Tàu Canada cập cảng Cam Ranh ngày hôm qua. Theo Canadian Press, khinh hạm HMCS Kanragi của Canada đã bị một tàu chiến Trung Quốc bám đuôi khi đi qua vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quốc phòng Canada Diane Lee Portillon xác nhận tàu Kanragi đã di chuyển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Vị này cũng nhấn mạnh đi qua Biển Đông là tuyến đường phù hợp nhất đối với tàu Kanragi. Còn tàu khởi hành từ Brunei ngày hôm qua và cập cảng Cam Ranh của Việt Nam ngày hôm nay. Động thái của Canada thu hút sự chú ý trong bối cảnh Trung Quốc huy động hàng trăm tàu cá neo đậu trái phép tại đá Ba Đâu và nhiều thực thể khác ở quần đảo Trường Sa. Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ngày 15 tháng 4 xác nhận khinh hạm Kanragi đã cập cảng Cam Ranh để tiếp viện hậu cân. Hạm trưởng của tàu, ông Mark O'Donoghue, đã bày tỏ sự cảm kích vì Việt Nam đã cho phép tàu chiến Canada cập cảng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn. Canadian Press nhận định động thái lần này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, vốn đã trượt dốc từ sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính toàn cầu Huawei, bà Mạnh Vạn Chu. Về mặt chính thức, Canada phủ nhận nước này muốn truyền tải thông điệp bằng việc di chuyển qua các vùng biển Trung Quốc tự xem là của mình. Tuy nhiên, theo Canadian Press, những chuyến đi này thường được thảo luận ở cấp cao nhất trong chính phủ Canada trước khi tiến hành. Hồi năm ngoái, Canada đã đưa tàu chiến HMCS Ottawa đi qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện sự ủng hộ của Canada đối với các đối tác và đồng minh thân cận nhất, an ninh khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Kính thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang vô cùng nóng, tờ báo của quốc tế cho rằng tất cả những nguyên nhân gây ra xung đột tại vùng Biển Đông trong thời gian vừa qua đều do phía Trung Quốc gây ra.
Tờ báo quốc tế cho rằng tình hình đang vô cùng trở nên nghiêm trọng, khi mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang ngang nhiên điều hơn 200 tàu chiến các loại, mang theo vũ khí sát thương, mang theo vũ khí hạng nặng, mang theo cả vòi rồng, thậm chí mang theo cả tên lửa dẫn đường tiến ra quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Ở đây là tiến sát vào bãi đá Ba Đâu, một trong những bãi đá thuộc hoàn toàn vùng biển của Việt Nam, gây ra sự xáo trộn và nguy hiểm cho vùng biển này. Việt Nam hôm qua đã chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xâm phạm khu vực đảo sinh tồn ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tờ báo Dân Trí của Việt Nam đã có một bài viết rất hay khi mà trích dẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng hôm qua đã nêu rõ, việc hoạt động các tàu thuyền của phía Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam trong thời gian vừa qua là vi phạm nghiêm trọng tới vùng lãnh hải, vùng EEZ và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, vi phạm tới Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Theo tờ báo Dân Trí cho biết, thì tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua tại thủ đô Hà Nội, giới đã trích dẫn những thông tin từ Philippines, từ Indonesia khi mà nước này đã phát ngôn về sự hiện diện của hơn 200 tàu cá, tàu thuyền, tàu chiến của phía Trung Quốc tại khu vực bãi đá Ba Đâu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, thậm chí cả Nga cũng đã lên tiếng, nhưng dường như phía Trung Quốc vẫn đang phớt lờ tất cả. Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc dường như đang ủ mưu mới nhất tại khu vực Biển Đông để xâm chiếm những hòn đảo này. Trao đổi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền, quyền hợp pháp rất là đúng và chuẩn đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, phù hợp với Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, là quốc gia ven biển và là thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc năm 1982. Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền tài phán đối với tất cả các vùng biển của mình được xác lập bởi Công ước. Chính vì vậy, yêu cầu phía Trung Quốc phải cho rút ngay tàu thuyền các loại ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam, nếu không sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ nhất. Hoạt động các tàu chiến, tàu thuyền của Trung Quốc trong phạm vi lãnh thổ của cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng và chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định về Công ước Luật Biển tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của các quốc gia ven biển, đi ngược lại với tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC, mà được Trung Quốc ký kết với cả 10 nước ASEAN. Trung Quốc đang làm phức tạp tình hình và không có lời cho tiến hành đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, giữa 10 nước ASEAN và phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hãy chấm dứt nhanh việc vi phạm kể trên và hãy tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước và nghiêm chỉnh tuân thủ theo Hiệp định COC và DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình và tạo ra môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán với cả 10 nước ASEAN, và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, hợp pháp trên biển. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Năm rằng Bắc Kinh sẽ khoan sâu ở Biển Đông để lấy lội châm tích từ đáy biển. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng biển tranh chấp với các bên liên quan như Đài Loan, Philippines và Mỹ. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết các nhà khoa học Trung Quốc trên một tàu nghiên cứu biển đã sử dụng hệ thống khoang Seabourn 2 do Trung Quốc sản xuất để được thu lội châm tích dài 231m ở độ sâu cao 2.060m. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Năm rằng Bắc Kinh đã khoan sâu ở Biển Đông để lấy lội châm tích từ đáy biển. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng biển tranh chấp với các bên liên quan như Đài Loan, Philippines và Mỹ. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết các nhà khoa học Trung Quốc trên một tàu nghiên cứu biển đã sử dụng hệ thống khoang tàu do Trung Quốc sản xuất để thu được lội châm tích dài 231m ở độ sâu 2.060m. Căng thẳng trong khu vực đã leo thang trong những tuần gần đây sau khi 200 tàu dân quân tự vệ trên biển của Trung Quốc được huy động tại đảo Ba Đâu, khoảng 320 km về phía tây đảo Palawan và trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Mỹ đã triển khai một nhóm tàu tấn công của Hải quân do USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đi vào Biển Đông hôm Chủ nhật.
Theo SCMB, hôm thứ Sáu, Mỹ cũng đã triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Mackin Ellen tiến vào Biển Đông qua eo biển Malacca. Mỹ đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động hải quân mới nhất của mình và gọi đây là hoạt động quá cảnh thường lệ và phù hợp với nguyên tắc tự do hàng hải. Theo đài truyền hình ABS-CBN có trụ sở tại Manila, hôm thứ Sáu, có thông tin cho rằng các tàu quân sự của Trung Quốc đã đuổi theo một tàu của Philippines chở theo dân thường và nhà báo của vùng EEZ của Philippines. Hoạt động này diễn ra sau khi Tổng thống Philippines, một đồng minh của Mỹ, lên tiếng quan ngại về việc tàu Trung Quốc tràn vào vùng đặc quyền kinh tế của Manila, theo Reuters. Đài Loan tự trị mà Trung Quốc cũng tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình đã đe dọa bắn hạ máy bay không người lái của Trung Quốc bay quanh quần đảo Rata của Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Các hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra căng thẳng trước đây, đặc biệt là khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNOOC triển khai một giàn khoan nước sâu trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền vào năm 2014. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tàu thuyền của phía Trung Quốc đang hoạt động rất nguy hiểm trên Biển Đông, đã làm cho nhiều quốc gia ven biển vô cùng tức giận. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, tờ báo của quốc tế cũng như rất nhiều tờ báo của các nước trong khu vực châu Á như Tokyo của Nhật Bản, Bangkok của Thái Lan đều nói rằng việc khuấy đảo và làm xáo trộn ở ngoài Biển Đông đều do một mình phía Trung Quốc ra. Trung Quốc dường như đang bất chấp tất cả để thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như là thách thức cộng đồng trên toàn thế giới. Họ ngang nhiên điều vũ khí, điều máy bay, giàn khoan, tàu cảnh sát, tàu dân phòng ra ngoài Biển Đông để khuấy đảo. Hành động của phía Trung Quốc được cho là quá ngông cuồng bởi họ đang không tuân thủ luật pháp của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy mà các nước cần phải mạnh tay, cứng rắn để dằn mặt Trung Quốc. Theo tờ báo Bangkok của Thái Lan cho biết, hơn 200 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc mang theo rất nhiều tên lửa. Thậm chí vòi rồng và binh lính của phía Trung Quốc đã lao ra Biển Đông tập kết tại quanh bãi đá Ba Đâu thuộc phía đông quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây ra mối quan ngại vô cùng sâu sắc. Mỹ cũng đã lên tiếng, nhưng dường như phía Trung Quốc vẫn chưa cho rút tàu thuyền. Theo trang tin ABC News, một trong những trang tin chuyên theo dõi đường đi và những hoạt động trên Biển Đông qua vệ tinh cho biết, những hình ảnh và những đoạn video cho thấy có tới 221 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc vẫn đang neo đậu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành vi của phía Trung Quốc là hành vi đi ngược lại với Công ước về Luật Biển năm 1982. Các chuyên gia, chuyên viên nghiên cứu về tình hình Biển Đông cho biết, dường như Trung Quốc vẫn đang ẩm mưu thôn tính những hòn đảo và những cái bài đó tại vùng biển này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Nếu thấy hay, hãy nhấn like cũng như subscribe và ấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.